dữ lắm mà nó còn hôi nữa. Mỗi lần đi ngang là ủa đồ dữ lắm, nó hôi quá mà. Nhất là những lúc nắng á, nắng mà một ngày hay ngày mưa xuống là hôi rất hôi. Hôi tới bệnh luôn, đi bệnh viện hoài à. Bãi rác nằm ngay trên quốc lộ. Rác đổ dọc quốc lộ thay vì vào bãi tập kết. Những ai đã đi qua quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đều khó mà quên được những hình ảnh này. Khó quên bởi rác là một chuyện, nhưng càng ám ảnh hơn bởi mùi hôi thối từ bãi rác. Thưa quý vị, không khí làng quê vốn trong lành thoáng mát nay bỗng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ chính bãi rác phía sau lưng tôi đây. Đây là bãi rác lộ thiên lớn nhất tỉnh Trà Vinh, hình thành cách đây hơn 20 năm. Nhưng trong những năm gần đây thì bỗng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng bởi tình trạng quá tải. Hàng trăm hộ dân ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thì đang ngày ngày khổ sở sống chung với ô nhiễm. Tình hình này đã diễn ra một thời gian dài, thế nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thể khắc phục, thậm chí là ngày càng nghiêm trọng hơn. Khói, bụi, mùi hôi. Bất kỳ ai đi qua đoạn đường này cũng phải cố gắng chạy thật nhanh. Dù có bịt mũi hay mang khẩu trang cũng không thể giảm bớt mùi hôi thối. Nín mũi chạy rồi chưa, không chịu không nổi, phải thở hết vô. Chạy xa dữ lắm mà nó còn hôi nữa. Bịt khẩu trang hoặc là che mặt lại chạy riết, bịt lỗ mũi chạy riết. Mỗi lần đi ngang là ủa đồ dữ lắm, nó hôi quá mà. Rồi có mấy cái máy nó cuốc chổng còn hôi dữ nữa. Thường thường chạy 30 cái lên này phải chạy 60 lần chạy rút qua chỗ này. Nhưng mà mình chạy nhanh như vậy thì nó nguy hiểm thì sao? Trời chứ giờ nó hôi quá rồi sao chịu nổi. Năm 1998, để giải quyết vấn đề rác thải, tỉnh Trà Vinh đã chọn khu đất ở ấp 3CA, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành làm bãi chứa rác. Đây là bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Vài năm gần đây, bãi rác này đã bị quá tải, không còn khả năng tiếp nhận rác thải. Đồng thời, do vướng đường dây điện ngang qua nên không có khả năng chất thêm cao được nữa. Bãi rác thì tại ấp A thì nó có diện tích là khoảng 21.000 m2. Thì hàng ngày cái lượng rác tiếp nhận là khoảng 90 đến 100 tấn trên ngày. Thì hiện nay sức chứa đã quá tải. Đồng thời nó có gây cái ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Theo quy định, bãi rác phải cách cụm dân cư gần nhất tối thiểu là 1 km. Nhưng bãi rác này chỉ cách nhà dân vài chục mét. Không ít người thắc mắc tại sao một bãi rác lớn như vậy lại nằm gần khu dân cư và quốc lộ. Lý giải về vấn đề này, chính quyền địa phương cho rằng thời điểm hình thành bãi rác chưa xuất hiện khu dân cư. Châu Thành nằm ven của thành phố Trà Vinh cho nên là phải đưa ra ngoài ô ở ngoài. Thì nằm trên khu vực đó cũng là khu vực tỉnh, mình có khu vực đất công vô đó. Tới thời điểm trước đây là mình quy hoạch cái bãi rác như vậy là phù hợp, nó không sát với khu dân cư, mặc dù nó nằm tiếp giáp với quốc lộ. Nhà ông Nguyễn Văn Hoàng chỉ cách bãi rác chừng 50 mét. Nhiều năm trước, khi bãi rác này chưa bị quá tải, lại có thông tin sẽ di dời bãi rác này đến nơi khác, nên ông Hoàng cùng nhiều hộ gia đình khác đã xây nhà tại đây. Thế nhưng 4 năm trôi qua, bãi rác vẫn còn đó, thậm chí là ngày càng phình to ra. 4 năm đến ở khu vực này cũng là chừng ấy thời gian cả gia đình ông phải sống chung với ô nhiễm. Hôi này, mùi hôi dữ lắm. Nói chung mà gió mà với mưa đồ này nó hôi thì dữ lần hôi lắm, chứ ở sát bên thì có mấy chục mét thì buộc phải ở rồi chứ sao giờ. Đi về đây các nhà rồi đâu có đi đâu được nữa giờ. Nhiều khi hôi quá là đóng cửa đi vòng vòng rồi gì nào mà tí sáng vậy, tí xế rồi như kia gió mà nó xui về về. Để hạn chế mùi hôi, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã thực hiện san ủi, phun xịt các chế phẩm sinh học, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Theo tính toán, tổng khối lượng rác tại bãi rác hiện nay lên đến trên 200.000 tấn. Với một khối lượng rác lớn như vậy, cùng với việc hàng ngày tiếp nhận cả 100 tấn rác mới, lại chỉ áp dụng hình thức chôn lấp mà không xử lý, nên tình trạng mùi hôi thối là khó tránh khỏi. Hiện tại, có khoảng 100 hộ dân ở gần bãi rác và hơn 500 hộ dân khác ở khu vực lân cận đang chịu tác động trực tiếp bởi ô nhiễm từ bãi rác.
nó hôi nó mùi khó chịu á, mình muốn bệnh nhức đầu trong mặt thằng kia nó khó chịu trong người, mình yêu trong người là bệnh mình càng khó chịu thêm nữa. Ừ, cái mùi hôi á nó bay cách khoảng chừng 2-3 cây số rồi trên này người ta chịu hết nổi rồi. Ai cũng vậy thôi, thậm chí cái người dân mà ta đi ngang thôi, ta đã là ớn cái đống rác là đi ngang thôi, ta nghe mùi thôi chứ đừng nói ở cái địa dân mà địa phương. Chỉ có Trà Vinh này thôi chứ chỗ khác người ta để luôn cách xa những cái khoảng cánh đồng nào đó rồi cho nó cách xa mọi người chứ giờ tiếp xúc như vậy sao chịu nổi. Trước thực tế này, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp đề nghị di dời và xử lý ô nhiễm nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều năm qua, khi mà bãi rác Lộ Thiên trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trở nên quá tải, thì cũng là lúc mà đời sống của người dân sống gần bãi rác bị đảo lộn hoàn toàn. Và để hiểu rõ hơn những cái khó khăn cũng như là những cái tác động môi trường mà bà con sống gần bãi rác phải gánh chịu, thì ngay sau đây chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời. Tham gia vào chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu có ông Thạch Sang, là phó ban nhân dân của ấp 3CA, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Xin được giới thiệu có ông Nguyễn Chí Khỏe, là người dân trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và xin được giới thiệu bà Lý Thị Nhương, cũng là người dân của xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thưa ông Khỏe, là nhà của mình thì cách bãi rác bao xa và không biết là mình ở đây trước hay là bãi rác hình thành trước ạ? Bãi rác này thì cách nhà chú khoảng 500m. Vì hồi đó rồi mình nghèo, cán bộ công viên chức nghèo, rồi bà con bán đất ở đây thì nó cũng hơi rẻ. Đó rồi mới về ở, rồi trồng vườn đó chứ. Thì cũng 10 mấy năm rồi con. Từ về tới giờ là 15 năm rồi. Thưa ông Thạch Sang, ông có thể nói rõ hơn là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái vấn đề hình thành bãi rác như thế này ạ? Lúc đó là bà dân cũng làm ngơ, kể cả chính quyền cũng làm ngơ nữa. Ai muốn làm sao làm, đổ sao đổ. Nhưng mà lúc đó hình thành nên thì không phải là trống rác, người ta cũng là bỏ đất, bỏ rác hoặc là bỏ cái rác thải nó cũng là nho nhỏ đó. Chứ không có ngờ đâu là như là bữa nay thôi, người ta không ngờ. Thời điểm đó không có ai ngăn chặn hoặc là ai là thưa kiện, không có ai phản ánh gì hết trơn. Đó thời điểm đó. Nếu mà thời điểm mà mình giải quyết trước bước đầu thì nó dễ lắm, nó còn nhỏ, nó còn một đống bình thường thôi. Còn bây giờ nó quá tải. Rác ở đây thì được xử lý theo hình thức chủ yếu là chôn lấp thôi. Vậy thì cái mức độ phình to của bãi rác thời gian qua là như thế nào ạ? Hồi xưa thì nó nhỏ. Hồi xưa chỉ có cái thị xã Trà Vinh thôi. Rồi bây giờ cái sau mình tách tỉnh ra thì bây giờ cũng quá mặn rồi. Đó, giờ nó lấn ra tới lộ đó rồi. Rồi nó hôi, cái mùi hôi thối rồi gùi lằn quá mặn, gùi mũi đó con. Cho nên cái này là có một cái khó mà phải đề nghị với tỉnh phải khắc phục thế nào để cho bà con đỡ chút. Giờ nó đổ rác ra tới, nó thừa rác đổ ra tới ngoài sân luôn á, đổ ra gần sát lộ luôn á, nó bốc rác, nó hôi, nó thối, nó chịu không nổi luôn. Bây giờ không phải trong đống đó, còn tràn ra ra ngoài, nhất là đại bà lộ. Ảnh hưởng nhất là bà con đi lại đó, bà con đi lại xe cộ này. Tới đó là khoảng gần 100-200m bịt mũi để mà ngăn ngừa cái mồ hôi vào mình. Thì ta nói bà con phải thôi, ta chịu thôi. Mình đi là không có thấy đống rác thiệt, thấy tưởng đâu mô nhỏ thôi. Bây giờ đó gần 10 mấy 20 mét rồi, cái tên này đó nó cao như vậy đó. Khi mỗi lần nó máy nó múc hoặc là nó hút sữa lại để mà lấy cái phần trong để cho nó dồn dồn cao lên đó. Bắt đầu giờ phút đó mồ hôi ai chịu không nổi thôi, bịt mặt khó chịu. Có cái điều gì đó đáng lo ngại về các cái loại rác thải được chôn lấp tại đây không ạ? Chất thải này nếu mà do cái từng cái rác đó, nhất mà cái bọc ni lông mai mốt nó ảnh hưởng dữ lắm. Hơn nữa là nó không có phân hủy được, nó kết tồn tại hoài. Giờ moi tới moi luôn cứ dẫn cái núi ni lông hoài. Lớn nhỏ hoặc nó dày hoặc nó mỏng nó có đầy đủ hết. Còn cái chất mà nó mau phân hủy thì nó lại nó phát sinh cái chất độc hơn, mùi hơi nó khó chịu hơn. Mỗi lần ăn cơm là rồi nó bu ngạt là phải thay miếng giăng rồi nhiều lần. Dọn cơm lên ăn đâu, mạnh ai nó bới người chén người tô à. Em dọn thì rồi nó bu á, em đâu có ngồi ăn được. Hô hấp người ta đã yếu rồi, hít theo cái mùi hôi của cái rác này nó làm cho cái vấn đề bệnh người ta càng nặng hơn. Thôi đóng cửa tối ngày. Nó hôi á. Hôi quá chịu không nổi. Thôi tới bệnh luôn đi, bệnh viện hoài à.
đề nghị phải có cái kế hoạch di dời, hai nữa là xử lý rác di dời, dứt điểm cái này, xử lý rác sao đừng để hôi, ảnh hưởng đến một là vấn đề môi trường nước, môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cả cái cộng đồng. Đại diện cho chính quyền địa phương mình cũng mong chờ cấp trên thôi, nhưng mà mong chờ không phải một hai bữa, một hai năm, nhưng mà nhiều năm quá thì người ta cũng thấy bỡ ngỡ đó. Như cô Duyên nói hồi nãy, nói hoài thì cũng vậy. Xây rồi hồ để nuôi cá thoát nước được hết, nhưng mà lâu lắm rồi không có thấy được cái hoàn thành, rồi rác vẫn cứ tập trung về châu cụ. Về mặt lâu dài, căn cơ phải đầu tư xây dựng của một cái nhà máy xử lý rác cho nó căn cơ. Vắng vẻ, ế ẩm. Từ khi mở quán nước đến nay, chưa bao giờ quán của chị Sơ Riêng đông khách. Ở vị trí thoáng mát sát quốc lộ, lượng phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn. Dọc đoạn đường này cũng không có nhiều quán nước. Đây là những điều kiện rất thuận lợi cho việc buôn bán. Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng, hàng quán của chị Sơ Riêng luôn vắng khách như thế này. Ban ở đây chỉ khách là người ta đi ruộng thôi, khách chẳng lai, người ta đi đường, người ta ít ghé lắm, người ta không có ghé, người ta nó dơ á, gần cái bãi rác dơ, người ta ít ghé. Khi ghé người ta dơ, người ta kêu nước cho con, người ta không có uống. Mùi hôi thối khiến việc buôn bán của người dân gặp khó khăn. Điều này là khó tránh khỏi, bởi khách đi đường chẳng ai muốn dừng lại để nghỉ ngơi ở một nơi mà lúc nào cũng nặng mùi như vậy. Biết được điều này, nhưng chị Sơ Riêng cũng chẳng còn cách nào khác và vẫn tiếp tục buôn bán cầm chừng. Mùi hôi là một chuyện, nhưng vấn đề khác mà gia đình chị gặp phải là nơi này có rất nhiều ruồi muỗi. Những miếng dán ruồi như thế này luôn là vật dụng không thể thiếu của người trong làng. Mỗi lần ăn cơm là ruồi nó bu ngạt là phải thay miếng dán ruồi nhiều lần, xong xể luôn. Để miếng dán ruồi mà mỗi lần để cỡ 10-12 phút gì là nó bu đầy luôn. Dọn cơm lên ăn đâu, mạnh ai nấy bới người chén người tô à. Em dọn thì ruồi nó bu á, em đâu có ngồi ăn được. Em mới ngồi quạt, dơ lắm. Bãi rác không có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải chảy tràn ra đường, thẩm thấu xuống lòng đất, chảy ra con kênh kề bên, ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi của người dân. Đàn gà vịt nhà chị nữ cứ chết dần chết mòn vì uống nước từ con kênh này. Sau 2 tháng thả nuôi, đàn vịt hơn 100 con, giờ chỉ còn lại một nửa. Đàn gà cũng chết gần hết. Là hộ nghèo của xã, gia đình chị chỉ trông mong vào mấy sào ruộng và đàn gia cầm này. Nhưng với tình hình như hiện tại, cái nghèo sẽ vẫn còn đeo đẳng. Nó nói vậy, nó chết từ từ. Nó chết gà nó hết bậy thôi. Tại nước ô nhiễm quá, nước đâu có nước sạch. Tại nó nhiễm đống rác này nè. Không có ô nhiễm gì, nhiễm đống rác này thôi à. Sống gần bãi rác, đi không được mà ở cũng không xong. Đời sống người dân đang bị đảo lộn. Dù ở nhà nhưng luôn phải đóng cửa để ngăn mùi hôi. Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần bé Hồng được về nhà. Bình thường để tiền cho việc học và cũng để tránh mùi hôi thối từ bãi rác ảnh hưởng đến sức khỏe, em phải lên ở nhà nội. Nhiều gia đình khác ở đây cũng gửi con đi nơi khác như vậy. Nhà con ở gần bãi rác, có khi bốc lên mùi hôi con phải lên nhà ngoại ở học. Học ở đó một tuần con mới xuống. Nếu mà xuống nghe mùi hôi con phải lấy dòng sức để bớt. Không chỉ kinh tế giảm sút, sinh hoạt đảo lộn mà sức khỏe của người dân cũng bị ảnh hưởng. Viêm xoang là căn bệnh phổ biến ở đây. Mỗi tháng, ông Sơn Son phải đi bệnh viện một lần để theo dõi và điều trị bệnh. Thuốc viêm xoang, dầu gió, khẩu trang là những thứ không thể thiếu với người trong làng. Vậy nó ảnh hưởng sức khỏe cho mình. Cái vụ mà viêm xoang này nữa nó khó vậy lắm. Cái hôi một cái là nó sặc mũi rồi nó mình sặc 2-3 lần bắt đầu nó chảy nước mũi mình hoài vậy. Khi nào mình uống thuốc thì nó giảm lại. Người dân khẳng định mùi hôi từ bãi rác là nguyên nhân chính khiến cho sức khỏe của họ bị giảm sút. Lúc trước tôi đâu có bị đâu, tôi xuống ở đây là đầu tiên nhất luôn rồi, giải phóng được 4-5 năm vậy là bắt đầu tôi xuống ở rồi đó, mà đâu có chưa có chứng bệnh gì đâu. Tới chừng có bị rác là vài năm, 3-4 năm, 5-6 năm đó, bắt đầu là mình làm ăn đi lên đi xuống, tôi chạy xe, thành ra nó nhiễm từ từ. Bệnh viện Phổi Trà Vinh nằm cách bãi rác chưa tới 1 km.
mùi hôi từ bãi rác vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với các cán bộ, nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện. Bệnh viện được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2010, thời điểm bãi rác đã có dấu hiệu ô nhiễm. Mặc dù là cơ sở y tế chuyên khoa đầu tiên của tỉnh, chuyên khám và điều trị cho các bệnh nhân có các bệnh về hô hấp với quy mô là 100 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nội trú tại đây không nhiều. Bởi không ít người cho rằng, ở lại bệnh viện điều trị có khi còn bị nặng hơn bởi hít phải mùi hôi thối từ bãi rác. Rất là hôi. Mà khi mà làm việc, là khi nhất là những lúc nắng, nắng một ngày hai ngày mưa xuống là nó hôi, rất hôi. Ảnh hưởng đến vấn đề mà một là vấn đề nhân viên ở đây thì làm việc phải bịt khẩu trang, nghĩa là đóng cửa là hết, mở ra hôi chịu không nổi. Còn đối với bệnh nhân nằm ở đây thì ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp, thì hô hấp người ta đã yếu rồi, mà hít thêm cái mùi hôi của cái gác này nó làm cho cái vấn đề là bệnh người ta càng nặng hơn. Mặc dù gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhưng bãi rác này vẫn chưa bị đóng cửa. Mỗi ngày, cả 100 tấn rác cứ tiếp tục đổ vào, khiến cho nơi đây trở thành núi rác khổng lồ. Chưa biết đến khi nào, nỗi khổ này của người dân mới được giải quyết. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày người dân phải sống trong bất an. Ở gần bãi rác chỉ vài trăm mét thôi, vậy thì mình bị tác động như thế nào về môi trường khi mà sống gần bãi rác như vậy thưa ông? Tôi đóng cửa tối ngày. Nó hôi với ruồi. Nó hôi là coi như đêm ngày nó hôi, vậy sáng thì bắt đầu cho tới chiều là ruồi. Có khi ruồi cả ban đêm, mở đèn cũng có ruồi. Bằng ngày thì ruồi, bằng đêm thì mũi. Mũi con nào nấy như gà mái vậy, đâu phải là... Còn nói dụ mà cái mùi hôi quá mạng rồi, sức ba dầu thôi lỡ lỗ mũi hết mà. Không những là những cái tác động về môi trường mà sức khỏe của bà con ở đây thì cũng bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Hôi quá chịu không nổi, hôi tới bệnh luôn, đi bệnh viện hoài á. Cứ một năm đi bệnh viện cỡ chừng 2 lần, mà đi một lần là gần 1 tháng lận á. Ảnh hưởng nhiều khi cái sức khỏe của mình nó yếu thiệt. Đi gần bãi rác một lần á hả, là nó hôi thối chịu không nổi. Cũng có khẩu trang bịt vậy mà chịu không nổi. Ăn cơm cũng ăn nuốt không vô nữa, nó hôi quá nuốt không vô. Ăn vô là nó sặc rồi nó nhảy mũi hoài, nó viêm son á, nó trị không hết. Đi trị tới thành phố nữa mà trị cũng không hết nữa. Nhà của ông thì cách bãi rác bao xa và mình bị tác động như thế nào? Từ cái đống rác qua nhà tôi chắc cũng khoảng 500 mét, có 400 mét. 400-500 mét là cái số. Gió Nam đó ảnh hưởng nhất là trong cái 1-2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ hoặc là nửa ngày, trong khi mà cái đống rác đó là những sưởi lên, thổi lên mà cái để mà cái chỗ lấy đất, chỗ sâu mà để thành núi ở phía trên đó, thì lúc đó là cái mùi bốc, cái hơi bốc đó, bắt đầu nó thổi bay theo cái luồng gió. Mình đã ăn mình uống cũng nhiều chất cũng bị ảnh hưởng rồi, nhưng mà còn góp phần cái mùi hôi cái nữa, thành ra nó dồn dập lại, có thể ảnh hưởng mình không đo lường được là cái do cái mùi hôi cái này hoặc là do thức ăn, nhưng mà kết hợp lại thì nó gây ra cái sức khỏe mình khó chịu nổi. Ông có thể nói rõ hơn là những cái tác động không những là về môi trường mà còn về kinh tế đối với cuộc sống của người dân nơi đây không ạ? Xuống là bắt đầu là nước đen, hơn nữa là lấy đất thì mình lấy không được, nhưng mà mình xuống làm cỏ là không được, bắt đầu nó ngứa chịu không nổi. Nước thì nó đen mà nó ô nhiễm, cũng đi lội xuống cặp kinh với là mình thấy nước là nó ô nhiễm, nó đen. Rồi khi bà con là cấy lúa là không được, chết hết. Lâu nay bà con ở đây có kiến nghị về cái vấn đề này lên địa phương và địa phương đã kiến nghị lên các ngành cấp trên như thế nào rồi ạ? Tiếp xúc lần nào cũng bà con có ý kiến mà mình cũng đã giải trình, nhưng mà thực tế là sau này thì bà con không còn hỏi nữa, là vì thấy cái dẫu công ty đó bên bãi rác đó người ta hình thành rồi, chỉ có ngày để mà người ta làm cái xử lý rác rác thải thôi, nhưng mà không ngờ thì cứ tồn tại như vậy mãi, mình không biết trả lời sao đây. Đại diện cho chính quyền địa phương mình cũng mong chờ cấp trên thôi, nhưng mà mong chờ không phải 1-2 bữa, 1-2 năm, nhưng mà nhiều năm quá thì người ta cũng thấy bỡ ngỡ đó. Như cô Duyên nói hồi nãy, thấy nói hoài thì cũng vậy. Cái này thì đã góp ý
là cho địa phương rồi với tỉnh thì là rất nhiều lần. Nhưng mà nếu có thưa kiện góp ý thì xuống xịt ba cái ruồi thì đỡ được, chứ còn mùi hôi thì không thể khắc phục được. Không chỉ khu dân cư mà ngay cả cái bệnh viện lao phổi cũng rất là gần bãi rác. Theo ông thì về lâu về dài, nếu mà không sớm khắc phục được tình trạng này thì cái vấn đề ô nhiễm nó sẽ còn diễn biến phức tạp như thế nào? Bệnh viện ho lao thường thường ở ngoài đồng, nhưng mà ngoài đồng không có đống rác nên nó tốt lắm mà. Nhưng mà không ngờ là cái bệnh viện mà ho lao mà gần cái đống rác nữa, trời ơi, nó ảnh hưởng gặp thêm cộng lại bệnh cho bệnh thêm. Nhưng mà cũng là do cái bác sĩ và do cái thuốc nghe nó cũng đỡ. Ban đầu mình thấy không ảnh hưởng bao nhiêu, bây giờ giờ phút này thấy ảnh hưởng như vậy rồi. Nhưng mà tương lai năm 10, năm 20 năm sau, cho nó là bắt đầu ở đây chắc đường này người ta ít đi thôi, người ta đi kiếm đường khác ở, hoặc là người ta bán cái chỗ người ta ở, người ta bán tốt hoặc là nó rẻ mắc gì đó, người ta bán đi ở chỗ khác ở đâu. Chính quyền của tỉnh là làm sao đó phải quan tâm về nhanh chóng đó. Phải xây dựng một cái nhà máy đó cho nó nhanh, tác động đó cho nó nhanh để mà xử lý cái bãi rác này đó. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mong mỏi lớn nhất của người dân xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh lúc này là chính quyền địa phương cũng như là các ngành chức năng cần sớm có những giải pháp hữu hiệu để hạn chế những cái tác động môi trường từ bãi rác. Nếu không di dời bãi rác thì cũng cần có những cái phương án để mà hạn chế mùi hôi do bãi rác phát ra. Nếu tình trạng này không được khắc phục thì những cái hệ lụy do bãi rác gây ra sẽ còn nghiêm trọng hơn. Thông tin bãi rác sẽ được di dời đi nơi khác khiến cho lượng dân cư về đây sinh sống ngày một nhiều hơn. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, bãi rác vẫn còn đó. Lãnh đạo huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũng thừa nhận là đã có kế hoạch di dời bãi rác từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa thể triển khai. Trong cái thời điểm hiện nay thì cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì cái việc mà bố trí quy hoạch dân cư các tuyến lộ, các cái tuyến quốc lộ là đó là cần thiết. Nên chính từ vậy đó thì cái bãi rác hiện nay nó nằm như vậy thì nó cũng không phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Nhất là trong cái điều kiện mình phải quy hoạch bố trí dân cư các tuyến quốc lộ để đảm bảo là cái mỹ quan. Thì từ cái tình hình đó cho nên tỉnh cũng đã có cái thấy từ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà cái việc mà mời gọi quy hoạch cái bãi rác ở chỗ nào đó là một cái chuyện cực kỳ là khó khăn. Trước những phản ánh của người dân về ô nhiễm từ bãi rác, tỉnh Trà Vinh đã có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước tình trạng các bãi rác thải đang quá tải. Ngày 6 tháng 7 năm 2017, một nhà máy xử lý rác thải với công suất 150 tấn rác ngày đêm được khởi công xây dựng trên diện tích 15 hectare tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, cách bãi rác Lộ Thiên đang quá tải khoảng 1 km. Thưa quý vị, không một bóng người, những thiết bị được đầu tư thì bị phủ kín như thế này. Đây chính là nhà máy xử lý rác thải được tỉnh Trà Vinh đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 79 tỷ đồng, được khởi công vào đầu tháng 7 năm ngoái. Dự kiến sau khoảng một năm thì nhà máy này sẽ đi vào hoạt động. Và đây chính là hiện trạng sau hơn một năm khởi công. Người dân ở đây kỳ vọng là khi đi vào hoạt động, nhà máy này sẽ giúp giải quyết cái vấn đề ô nhiễm. Thế nhưng với tình hình như hiện tại thì chưa biết đến bao giờ nhà máy này mới đi vào hoạt động. Hơn một năm trôi qua, nhưng nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa hoàn thiện xong hệ thống nhà xưởng. Một số thiết bị đã đầu tư thì đang có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Người dân và cả chính quyền địa phương đều hy vọng đây sẽ là giải pháp hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm từ bãi rác. Thế nhưng, những hy vọng đó đang dần vơi đi bởi đã hết thời hạn nhưng nhà máy chỉ xây dựng được bộ khung bên ngoài. Cái lúc mà xây nhà máy là nhà máy có họp dân, là cái chu vi của cái môi trường của gần nhà máy á, là nói là xây rồi hồ để nuôi cá thoát nước được hết, nhưng mà
lâu lắm rồi không có thấy được cái hoàn thành, rồi rác vẫn cứ tập trung về chỗ cũ. Hiện tại bây giờ thì giải pháp của mình vẫn có làm nhưng mà chưa hiệu quả. Lý do rác tươi cứ tấp, cho nên là như tôi nói là nếu như nhà máy là xử lý rác thải mà sớm đưa vào vận hành thì đồng thời với cái việc mình xử lý mình là rác mới và kết hợp với xử lý không có chất cái rác mới đó thì cái rác kia mình phun xịt thì kết hợp với thời gian nó sẽ phân hủy, nó ổn định cái mùi hôi thối cho người dân nên đó. Khi bãi rác ô nhiễm chưa được xử lý, mỗi ngày người dân đành chấp nhận sống chung với ô nhiễm. Những đứa trẻ vẫn giữ thói quen vừa chơi vừa bịt mũi, kể cả lúc không còn mùi hôi. Làm sao mà cho hết túi là dân cho nó khỏe chút. Chứ còn mùi hôi túi gì nọ là không có sức khỏe nào mà để mà mình chống nổi với mùi hôi túi này được đó. Đề nghị phải có cái kế hoạch di dời, hai nữa là xử lý rác di dời, dứt điểm cái này xử lý rác sao đừng để hôi, ảnh hưởng đến một là vấn đề môi trường nước, môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cả cái cộng đồng. Theo kế hoạch, tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác thành phố Trà Vinh đến năm 2020. Theo đó, sẽ có khoảng 120.000 tấn rác sẽ được đốt bỏ, 80.000 tấn không đốt được sẽ tiến hành chôn lấp. Tuy nhiên, để dự án được triển khai thì vẫn còn nhiều điều phải làm. Để giải quyết những cái vấn đề ô nhiễm do bãi rác gây ra thì sở sẽ có những cái giải pháp như thế nào? Trước mắt là sở sẽ tham mưu cho ủy ban, sở thường xuyên kiểm tra giám sát và yêu cầu cái công ty cổ phần công trình đô thị là phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật cụ thể, phải phun xịt chế phẩm OEM một cách thường xuyên. Chỉ có phun xịt chế phẩm OEM sinh học thường xuyên này nó mới giảm bớt mùi hôi, nó mới rồi cộng vào đó là những cái biện pháp để ngăn ngừa những cái nước rỉ rác để nó tràn ra ngoài lộ, ngoài đường đi cũng như là qua tràn ra những cái chỗ mà ruộng lúa xung quanh của người dân. Nhưng về mặt lâu dài căn cơ phải đầu tư xây dựng một cái nhà máy xử lý rác cho nó căn cơ, có phân loại ra, có đưa rác vào để đốt nó lên thành tro, thì như vậy mình sẽ không bị tốn một cái diện tích đất cho bãi rác và đồng thời thì giải quyết được triệt để các vấn đề mùi hôi do rác gây ra. Thưa ông, được biết là tỉnh Trà Vinh cũng đã cho xây dựng một nhà máy xử lý rác thải, dự kiến là trong quý 1 năm nay sẽ hoàn thành, nhưng mà tại sao cho đến lúc này nhà máy vẫn chưa hoạt động ạ? Đáng lẽ là dự kiến quý 1 năm nay nó sẽ đi vào vận hành, nhưng mà nó có một cái số hiện nay nó chưa đi vào hoạt động được thì cũng do một số những cái nguyên nhân như là trong cái quá trình mà đặt hàng cái công nghệ lò đốt thì cái bên mà người ta bán cho mình thì người ta thông báo chậm tiến độ, người ta nói rằng người ta bán chạy quá cho nên là nhiều đơn đặt hàng quá người ta làm không kịp. Cái thứ hai nữa thì trong quá trình triển khai thì nhà đầu tư thì cũng lựa chọn thêm một số giải pháp công nghệ cho nó phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Trà Vinh hơn. Nhưng mà thì sau khi xem xét thì các sở tham mưu cho ủy ban là yêu cầu thực hiện đúng cái hồ sơ mà dự án được phê duyệt ban đầu. Thì cái này cũng làm cho thời gian nó chậm trễ thêm. Cái thứ ba nữa thì đây là một cái dự án mà phải nói là phải huy động một nguồn vốn cũng tương đối lớn. Mà nhà đầu tư thì huy động vốn thì nó cũng có hạn. Do vậy mà sau khi trao đổi thì nhà đầu tư cũng quyết tâm cam kết là đầu năm 2019 thì sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, di dời bãi rác, xây dựng nhà máy xử lý rác thải là những giải pháp đã được tính đến và đang triển khai, thế nhưng vẫn chưa thực hiện xong. Đến bao giờ nơi này mới được trả lại sự trong lành vốn có? Đến bao giờ người dân mới không phải khổ sở vì sống chung với ô nhiễm từ bãi rác? Đây vừa là thắc mắc vừa là mong mỏi của hàng trăm hộ dân ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Và người dân thì đang rất mong chính quyền địa phương cũng như là các ngành chức năng cần có giải pháp hữu hiệu trong thời gian sớm nhất. Đến đây thì chuyên mục Chuyện của làng tuần này cũng xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.